Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Tình yêu vô điều kiện là sự lựa chọn tích cực để yêu một người, cho dù điều gì đó có thể xảy đến với bạn. Tình yêu vô điều kiện không phải là một cái cớ để ở trong một mối quan hệ không lành mạnh. Ngay cả khi bạn yêu ai đó hết lòng và chấp nhận họ vì chính con người của họ, ranh giới lành mạnh là điều cần thiết. Sau đây, Quốc Anh chia sẻ với tất cả các bạn những dấu hiệu của một tình yêu vô điều kiện. Từ đây, các bạn có thể biết rằng ai đó có yêu mình thật lòng vô điều kiện hay không. Khi bạn thừa nhận thất bại của mình, người ấy của bạn không xấu hổ hay phán xét bạn. Khi bạn trở nên dễ bị tổn thương, người ấy của bạn đáp lại bằng sự đồng cảm và khuyến khích và cố gắng xoa dịu nỗi sợ hãi của bạn. Hai bạn có thể nói với nhau sự thật, ngay cả khi nó khó chịu. Khi bạn sai, bạn chủ động theo đuổi sự phục hồi và xây dựng lại niềm tin. Bạn có thể tha thứ cho nhau một cách tự do. Bạn không chọn những trận đánh nhau về những điều vụn vặt hoặc giữ mối hận thù. Ngay cả khi cãi nhau, hai bạn vẫn tôn trọng nhau và hướng đến một giải pháp lành mạnh. Bạn không có cảm giác như bạn phải chứng minh bản thân hoặc tình yêu của bạn với người ấy của mình và ngược lại. Người ấy của bạn thực sự đặt nhu cầu của bạn lên hàng đầu mà không mong muốn nhận lại bất cứ điều gì. Người ấy của bạn giàu lòng vị tha, truyền cảm hứng cho chính bạn và ngược lại. Bạn có thể buông xuôi cảnh giác và hoàn toàn là chính mình trước mặt người ấy. Người ấy của bạn có thể buông xuôi cảnh giác trước mặt bạn. Người ấy có thể không khóc hay thừa nhận sự bối rối trước mặt bất kỳ ai. Người ấy của bạn khuyến khích và truyền cảm hứng cho bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Cả hai bạn đều thấy tiềm năng đầy đủ của nhau và là những người cổ vũ lớn nhất cho nhau. Bạn cảm thấy đồng cảm sâu sắc với người ấy của bạn. Ngay cả trong những ngày tồi tệ, bạn tin tưởng rằng người ấy của bạn yêu thương và chấp nhận bạn, cho dù bạn là ai. Bạn cảm thấy rằng người ấy của bạn muốn bạn theo đuổi những điều bạn đam mê. Bạn có thể chấp nhận rủi ro và biết người ấy ở góc độ của bạn. Bạn cảm thấy an toàn và có cảm giác như là ở nhà khi ở gần người ấy của mình. Người ấy của bạn không chỉ nghe khi bạn nói về những lo lắng của bạn mà còn khuyến khích bạn chia sẻ. Cả hai bạn hoàn toàn là chính mình khi bạn ở cùng nhau. Cả hai bạn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho nhau. Bạn tôn trọng lẫn nhau, đặc biệt là khi bạn không đồng ý hoặc để nhau thất vọng. Cả hai bạn đều coi trọng việc giao tiếp và coi mối quan hệ sức khỏe là ưu tiên. Khi bạn thỏa hiệp trong mối quan hệ, bạn vẫn tôn trọng các giá trị và ranh giới của chính mình. Bạn muốn thể hiện tình yêu của mình với người ấy bằng cả lời nói và hành động suốt cả ngày. Bạn mở rộng sự kiên nhẫn và lòng trắc ẩn với người ấy của mình khi họ trải qua một thời gian khó khăn. Và bạn biết rằng bạn có thể là chỗ dựa vững chắc cho người ấy của bạn trong những thời điểm như vậy. Bạn tìm thấy sự hài lòng trong hành động yêu thương lẫn nhau, không có sự ràng buộc nào. Bạn không cố gắng bảo vệ người ấy khỏi đau đớn. Thay vào đó, bạn ủng hộ người ấy và chia sẻ với người ấy. Bạn có thể tự hào về nhau khi bạn không ở cùng nhau. Bạn chỉ nói chuyện tử tế về nhau. Bạn muốn già đi cùng với người ấy của mình và sẵn sàng làm cuộc sống cùng nhau, bất kể tương lai có ra sao. Yêu một ai đó trong bất kỳ hoàn cảnh nào là một thử thách thực sự của tình yêu thương vô điều kiện. Loại tình yêu này trước hết cần phải có tình yêu thương vô điều kiện của chính mình. Vì vậy, bạn mới có thể có sức mạnh của trái tim và khối óc để trao điều tương tự cho một người khác. Trong xã hội của chúng ta, dường như có quá nhiều áp lực, đến mức yêu bản thân đã trở thành một nhiệm vụ khá khó để đạt được. Nhưng đó là chìa khóa của tình yêu toàn diện
vô điều kiện đối với tất cả những người khác. Tình yêu vô điều kiện không bao giờ là dễ dàng, nhưng với một chút thực hành, bạn có thể đạt được. Nếu bạn chưa bao giờ nhận được tình yêu thương vô điều kiện, thì việc cho đi có thể trở nên khó khăn. Sau đây là những cách bạn có thể thực hành và đón chào sự thay đổi trong cuộc sống của bạn. Tình yêu không phải là cách bạn cảm thấy, nó là cách bạn hành động. Nếu bạn coi tình yêu như một cảm giác, khi bạn nhận được thứ gì đó từ người khác và sau đó bạn không nhận được nó nữa, thì cảm giác của bạn sẽ thay đổi cùng với hành vi của bạn. Một ví dụ về điều này là khi bạn cố gắng trở thành một người khác, không còn là chính bạn, hoặc có lẽ bạn phải làm điều gì đó để nhận được tình yêu. Những điều này sau đó khiến tình yêu trở thành điều kiện. Tuy nhiên, nếu bạn bắt đầu hành động theo một cách nào đó và không đòi hỏi người khác, thì tình yêu đó là vô điều kiện. Tình yêu của bạn không dựa trên những gì người khác làm hoặc nói. Tình yêu được đón nhận và trao cho người khác dưới nhiều hình thức khác nhau. Tình yêu vô điều kiện là một quyết định có ý thức mà bạn thực hiện hàng ngày và trong mọi tình huống xảy ra. Không có quy tắc nào được đặt ra cho tất cả mọi người. Nếu bạn là người làm hài lòng mọi người, điều mà nhiều người trong chúng ta có xu hướng làm như vậy, bạn sẽ quan tâm đến việc dành tình cảm cho người khác hơn là cho chính mình. Tình yêu mà bạn dành cho người khác sẽ không phải là vô điều kiện, bởi vì bạn sẽ cho phép họ khiến bạn cảm thấy quy định mức độ tình yêu mà bạn muốn đáp lại họ. Điều này không phải là vô điều kiện. Hãy dành cho bản thân tình yêu vô điều kiện trước, và phần còn lại sẽ đến. Và khi bạn cố gắng bảo vệ ai đó khỏi cảm thấy khó chịu, không phải là dấu hiệu của tình yêu vô điều kiện. Nỗi đau và sự trưởng thành là một phần của cuộc sống, và che chắn người ấy khỏi điều này không phải là tình yêu. Nếu bạn chỉ đặt mục tiêu làm người ấy cảm thấy hài lòng và hạnh phúc mọi lúc, bạn sẽ gây hại nhiều hơn là có lợi. Tình yêu vô điều kiện đòi hỏi bạn phải để người ấy trải qua nỗi đau, để người ấy tự tìm ra con đường và trưởng thành theo tốc độ của riêng mình. Khi ai đó làm bạn tổn thương, bạn chọn phản ứng theo cách tốt hơn, cách tử tế hơn cho chính mình. Nếu ai đó đã làm bạn tổn thương hoặc khiến bạn thất vọng, hãy chọn cách tha thứ bằng cách trút bỏ sự tức giận và oán hận mà bạn có đối với họ. Cách bạn hành động đối với một người cụ thể sẽ thay đổi tùy thuộc vào những gì đã xảy ra. Nhưng nếu bạn chọn hành động yêu thương và không giữ chặt những cảm xúc tiêu cực, bạn sẽ yêu họ vô điều kiện. Thông thường, khi người khác có thái độ tiêu cực với bạn, có khả năng là những người này thiếu điều gì đó trong cuộc sống của họ, khiến họ không thể thực sự yêu bản thân. Nếu bạn nhìn thấy điều này trước khi phản ứng và đặt mình vào vị trí của họ, điều đó có thể giúp ích cho bạn trong tình huống, vì bạn biết sâu bên trong nó liên quan nhiều hơn đến họ hơn là với bạn. Đó là nơi bạn quyết định trao tình yêu thương vô điều kiện và trao nó thường xuyên hơn. Hãy thực hành tình yêu thương vô điều kiện bằng một hành động đơn giản mỗi ngày. Cố gắng làm điều này ít nhất một lần mỗi ngày. Hãy cho một thứ gì đó và không mong muốn được đáp lại. Nhường đường cho xe khác khi kẹt xe, hoặc nói với ai đó mà bạn yêu quý họ mà không mong đợi được hồi đáp. Hãy làm điều gì đó mỗi ngày. Bạn sẽ nhận được rất nhiều niềm vui khi chỉ dành tình yêu thương vô điều kiện. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh đã đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.